Chào mừng các bạn quay trở lại với Hội đáp giúp ảnh cùng Louis. Thì trước khi đi vào nội dung của hội đáp ngày hôm nay thì cho phép mình quảng cáo một chút xíu. Đó chính là mình vừa mới tạo ra một kênh YouTube chuyên chém gió riêng về nước hoa thôi. Mình sẽ tách riêng ra, mình không có nói chung với chủ đề hoa trong cái kênh YouTube này nữa, để cho những bạn nào mà đam mê, những bạn nào yêu thích, những bạn quan tâm thì có thể tiện theo dõi một cách dễ dàng hơn. Và nếu những bạn nào quan tâm về cái chủ đề này có thể like và subscribe ủng hộ kênh YouTube mới của mình ha. Thì mình cảm ơn rất là nhiều. Link chi tiết mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Rồi, đầu tiên đó là đến với câu hỏi của bạn Đỗ Tiến Đạt. Em gom 50 triệu thì nên mua con máy nào anh ạ? Em rất thích A73 và lens Sigma. Trong tầm giá 50 triệu thì combo nào có thể thay thế được hay không? Em chụp 70 và quay 30. Em cảm ơn anh và chúc anh vượt qua đại dịch. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Thì đối với lại cái nhu cầu cũng như cái tài chính của em thì anh nghĩ rằng thật sự đúng là cái combo A73 và lens Sigma thì đó một sự lựa chọn rất là ok, rất là hợp lý. Và anh nghĩ rằng nó có thể nói rằng nó là tối ưu nhất trong cái tầm giá này ha. Tại vì bên cạnh đó thì nó có Canon R và với lại có XT4. Thì đối với Canon R thì anh nghĩ rằng nó sẽ thiên chụp nhiều hơn là thiên quay. Tại vì cái khả năng quay của nó, cái tính năng quay của nó vẫn đâu đó. Tính năng nha, mình là anh không nói về chất lượng phải quay, anh nói về cái tính năng quay. Thì nó có phần đâu đó vẫn hơi thua thiệt so với A73 một tí xíu. Nó không thể quay được 4K nhỉnh như A73. Và ngược lại đối với ví dụ như cái combo của Fuji XT4 thì cái khả năng quay anh cảm giác rằng là cái khả năng quay của nó tốt hơn khả năng chụp. Nó tốt khả năng chụp, tại vì chụp thì nó vẫn là rót thôi. Nhưng mà về cái khả năng quay, cái tính năng quay, những cái hỗ trợ, cái option về quay của nó thì lại rất là mạnh. Nên là nếu thí dụ như em chuyên quay nhiều hơn thì là nên thiên về XT4. Còn nếu chuyên chụp nhiều hơn thì có thể cân nhắc với Canon R. Còn nếu giống như cái nhu cầu của em vừa chụp vừa quay 70-30 thì anh nghĩ rằng là cái combo em đang thích đó, cái body A73 và lens Sigma thì anh cảm thấy rất là hợp lý ha. Em hoàn toàn có thể lựa chọn cái combo đó dành cho riêng mình. Thế đến đó là câu hỏi của bạn Kim 0226 tại Duy. Anh cho em hỏi là em đang dùng con 6D2 và Tamron G1. Cho em hỏi là con Tamron G1 với lại con Canon 2470F4, ngoài thu khẩu thì độ nét màu sắc thì có hơn G1 hay là không? Và lens 2470F4 so với 24-105F4D2 thì độ nét và màu sắc như thế nào? Rồi, với cái thắc mắc của em thì anh sẽ trả lời từng vế trước ha. Thứ nhất đó chính là G1 và lens Canon EF 24-70F4 thì ngoài trừ thu khẩu ra thì mọi thứ nó sẽ đều nhỉnh hơn con G1, từ độ nét, tốc độ lấy nét và màu sắc nó vẫn sẽ nhỉnh hơn. Và kế đến đó chính là khi so với lại cái con 24-105F4 IF-2 thì cái con này nó sẽ vượt trội hơn so với lại con lens 24-70F4 của IF. Tại vì sao? Tại vì nó cùng một cái khẩu F4 luôn nhưng mà nó nhỉnh hơn về tiêu cự nè. Tức là đa dụng về tiêu cự, đa dụng hơn về màu sắc và độ nét và cái tốc độ lấy nét luôn. Tại vì nó ra đời sau, công nghệ nó vẫn tốt hơn luôn. Nên là giữa con lens này thì giữa ba con lens này với nhau thì mỗi con nó chênh lệch nhau đâu đó khoảng tầm 3 triệu ha. Em có thể tùy theo cái tài chính của mình mà mình cân nhắc mình lựa chọn. Kế đến đó là câu hỏi của bạn Minh Hải. Em chào anh, chúc anh sức khỏe và nhiều thành công. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Cho em hỏi là nhu cầu của em là chụp lookbook, chụp ảnh mẫu thời trang thì theo anh em nên chọn cái dòng máy nào, Nikon hay là Canon là tối ưu nhất? Anh cho em hỏi, anh có thể tư vấn cho em combo lens và body trong tầm giá khoảng 25 triệu đô la hay không? Đèn speedlight thì em đã có sẵn rồi. Rồi, với cái thắc mắc này của em thì anh nghĩ rằng em chụp lookbook và chụp ảnh mẫu thời trang thì nó hơi thiên về người quá. Nên là trong cái trường hợp này thì anh thấy rằng nhà Canon, các máy dòng máy của Canon nó có vẻ làm nhỉnh hơn, làm tốt hơn trong cái trường hợp này. Tại vì Nikon thì nó sẽ phù hợp hơn trong những cái việc đó là chụp sản phẩm hay là chụp phong cảnh. Tại vì Nikon nó sẽ cho được cái dynamic range và cái độ nét, cái độ chi tiết nó tốt hơn Canon. Nhưng mà về màu sắc thì về người thì có vẻ rằng nó sẽ không bằng. Nên đối với cá nhân bản thân anh thôi thì anh thấy rằng là dòng máy Canon nó sẽ hợp lý hơn. Còn quay trở lại với cái thắc mắc thứ hai của em, đó chính là trong 25 triệu thì combo và là gì. Thì đối với cá nhân anh thì anh nghĩ rằng em nên cân nhắc thử con Canon 6D2. Và nếu lens em chuyên chụp về người thì có thể dùng lens 85 f1.8 USM hoặc là 50 USM cũng đều được ha. Tùy theo cái nhu cầu của mình, chụp xa, chụp gần, chụp cái môi trường hẹp hay trong cái trường ngoại cảnh thì em có thể cân nhắc lựa chọn nhìn cho mình. Thì 25 triệu mua một bộ combo cũ như vậy thì anh nghĩ rằng nó vẫn nằm trong cái khoảng tầm giá đó. Và kế đến đó là câu hỏi của bạn Joy Lê. Chào anh Louis, em có vài câu hỏi mong anh giải đáp. Em hiện tại đang sử dụng EOS R 50 f1.4, 85 f1.2D2 và một cái ngầm chuyển Canon. Thì em cũng đã có một ít khách rồi, em chủ yếu là chụp chân dung phong cảnh và đám cưới.
em phân vân không biết nên lên đời R6 hay là bán EF85 để lên con RF85, hoặc là mua RF2470F2.8 và RF1435F4. Tài chính không thành vấn đề. Với đời máy thì em cho hỏi là chắc ảnh giữa R và R6, EF85F1.2 và RF85F1.2 thì có khác nhau nhiều lắm hay không? Chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Thì đầu tiên anh sẽ giải đáp từng cái phần nhỏ của em trước. Đó chính là, thứ nhất là về Canon R với R6. Thì R với R6, cái thứ mà R6 nó hơn đối với Canon R có hai thứ anh đánh giá, nó đáng giá. Thứ nhất đó chính là về tốc độ lấy nét, và cái thứ hai đó là về dynamic range. Thì thật ra là con R nó không phải là nó tệ trong cái mạng đó, nhưng mà thật sự phải nói rằng là cái khả năng lấy nét của Canon R6 phải nói là rất là đỉnh, rất là bá đạo ha. Nên là những người nào mà từng thử cầm qua, từng trải nghiệm qua, sử dụng qua R6 hoặc là R5 rồi thì phải biết rằng cái khả năng lấy nét, khả năng bắt dính nét của nó rất là tốt. Phải nói là lúc khi mà đã lên R5 hoặc R6 rồi thì gần như là cái việc chênh lệch giữa Sony, Fuji hay là Canon nó gần như không còn khoảng cách nữa. Ngày xưa thì Canon luôn luôn bị lép bế so với Sony hay là so với Fuji về cái tốc độ lấy nét, nhưng mà khi lên tới R5, R6 thì gần như khoảng cách này nó không còn nữa ha. Đó là cái thứ mà anh cảm thấy đáng giá ở R6. Còn thứ hai đó là về RF85 và EF85 cùng ở khẩu 1.2 luôn, thì con lens RF nó nhỉnh hơn con lens EF khá là nhiều ha. Tại vì ở con lens EF 1.2 này nó vẫn có một đời cao hơn, đó chính là EF1.4. Nó đã nhỉnh hơn con 1.2 rồi, và con RF1.2 này nó lại nhỉnh hơn, tức là nó khắc phục được rất là nhiều cái khuyết điểm của con F1.2 EF. Thứ nhất là về độ nét nè, về màu sắc, độ sharp nét, độ quang sai, viền tím và mọi thứ, tốc độ lấy nét nữa. Nên là đối với anh, cái việc mà từ con EF85 lên con RF85 là một sự nâng cấp phải nói rất là vượt trội ha. Nó không giống như là từ R lên R6 nữa, nó rất là vượt trội. Tuy nhiên quay trở lại cái nhu cầu thực tế của em thì em nói rằng là em chủ yếu là chụp chân dung, phong cảnh và đám cưới, tức là chụp rất là nhiều thể loại. Thì anh nghĩ rằng là chỉ với con lens 85 mà em đang tính đổi lên, và cộng với con lens mà 50-1.4 em nói là em đang hiện có, thì gần như không thể đáp ứng được, không thể đáp ứng được cái nhu cầu này chụp của em. Nên anh nghĩ rằng là cái combo lens RF2470F2.8 và lens 1435F4 thì nó đáp ứng rất là tốt trong cái nhu cầu này. Nên là em cứ thử cân nhắc. Chứ mà cái con lens fit 50 và 85 gần như không thể cân được cái nhu cầu của em đâu. Thế đến đó là câu hỏi của bạn Samsung Lê. Chào anh Louis, chúc anh nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp. Rồi, rất là cảm ơn cái lời chúc của em. Em mới tập chơi máy ảnh với tài chính dưới 40 triệu. Em đang ngắm đến con Sony A6400 thì không biết dùng lens gì để cho phù hợp. Anh có thể tư vấn giúp em con lens nào để chụp ảnh chân dung phong cảnh được nét hay không? Em cảm ơn. Rồi, trong với cái tài chính 40 triệu thì con Sony A6400 là một cái con máy rất là tốt, một con máy rớp rất là tốt của nhà Sony ha. Tuy nhiên là nó có khả năng quay phim rất là, quay video rất là bá đạo nữa, rất là ngon. Nhưng mà em không dùng đến thì có vẻ là hơi tiếc một tí xíu. Nhưng mà không sao, nói chung là nó vẫn ngon, công nghệ rất là tốt. Rồi, quay trở về cái lens mà để chụp vừa chân dung vừa phong cảnh luôn, thì chắc chắn đó phải là một cái con lens zoom đa dụng thì nó mới đáp ứng tốt được cái nhu cầu này của em. Thì với cái khoản chi phí mà còn dư lại á, đâu đó chắc anh nghĩ rằng là khoảng tầm 20 triệu còn dư lại, thì em hoàn toàn có thể cân nhắc giữa hai con lens, đó chính là con Tamron 1770F2.8 hoặc con Sigma 1850F2.8. Hai con này thì đều cho chất lượng hình ảnh, khẩu lớn và chụp đa dụng rất là ok. Và cuối cùng đó là câu hỏi của bạn Minh Thiện, mong được gặp anh ngoài đời để selfie chung một tấm. Ok, thì nếu mà may mắn anh em mình có duyên có thể gặp nhau bên ngoài thì anh rất là vui lòng có thể chụp chung và giao lưu cùng với em. Rồi, đến với câu hỏi của em, đó chính là em có một thắc mắc mong anh giải đáp. Hiện em đang sử dụng con 6D2, một con lens góc rộng là Canon 1740F4. Em đang muốn nâng cấp con lens này lên. Em đang phân vân giữa Canon 1635F2.8 và Sigma 20A. Em xin lời khuyên trong trường hợp này, nên chọn con lens nào và lens nào ngon hơn trong phân khúc 10 triệu trở xuống. Em cảm ơn anh. Rồi, với cái thắc mắc này của em đang cần nâng cấp một con lens góc rộng, thì em cần xác định lại xem là cái nhu cầu em cần lên góc rộng này để làm gì, tức là để chụp người hay là để chụp phong cảnh, để chụp vật, chụp kiến trúc hay chụp nội thất, thì em phải cần phải coi lại. Nếu em chụp người thì anh nghĩ rằng là cái con lens 1635F2.8 nó sẽ đáp ứng tốt. Ngược lại, nếu em chụp phong cảnh, tức là cần một con lens góc rộng dùng để chụp phong cảnh thôi, thì anh nghĩ rằng đó là con lens Tokina 1628F2.8 mà anh đã có từng review so sánh rồi đó, em có thể xem lại. Thì cái con lens này trong cái tầm giá rất là rẻ, nó phải nói rất là rẻ luôn, giá nó chắc phải ngang với con lens 1740F4 á, nhưng mà cái chất lượng về độ nét nó làm rất là tốt. Còn riêng về lens Sigma 20A, đó là một con lens fit thì chất lượng ok,
Nhưng mà về cái sự thực dụng thì anh đánh giá nó không quá cao. Nó không quá cao tại vì thứ nhất nó là lens fit rồi. Lens fit và cái góc 20 nó không đủ rộng. Tức là nó không đủ đa dụng như góc 24 hay góc 35, và nó cũng không đủ rộng như cái góc 16. Nên là anh cảm giác rằng cái tiêu cự nó hơi bị lỡ lỡ một tí xíu. Nên là đối với anh thì anh, cá nhân anh thôi nha, thì anh sẽ không chọn cái con lens fit 20. Anh sẽ cân nhắc đến cái việc là những con lens zoom đa dụng, hoặc là những con lens nếu đã fit thì góc rộng thật sự luôn, để anh tận dụng hết tối đa cái góc rộng của nó. Và đây là toàn bộ cái nội dung video hỏi đáp ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video hỏi đáp tiếp theo.